Theo chuyên gia kinh tế Qatar Hashim Al Sayed, nước chủ nhà đã chi khoảng 200 tỷ đô la cho các cơ sở hạ tầng cơ bản. Trong thời gian diễn ra World Cup kéo dài một tháng, Qatar dự kiến sẽ đón khoảng 1,2 đến 1,5 triệu du khách. Điều này sẽ mang lại cho Qatar khoản lợi nhuận tài chính khổng lồ lên tới 17 tỷ đô la thông qua việc tạo ra những cơ hội đầy hứa hẹn cho các lĩnh vực kinh tế khác nhau, bao gồm bất động sản, thương mại, du lịch, hàng không, giao thông vận tải. Doanh thu dự kiến trong lĩnh vực du lịch ước tính sẽ đạt khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, World Cup cũng tạo ra hơn 1,5 triệu cơ hội việc làm mới. Chuyên gia kinh tế Qatar cho biết thêm, lĩnh vực nhà ở và cho thuê đã chứng kiến sự bùng nổ chưa từng thấy kể từ đầu năm nay, với tỷ lệ cho thuê các đơn vị nhà ở tăng từ 10 đến 40%. Trong một báo cáo thường niên, cơ quan kế hoạch và thống kê Qatar dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong năm 2022 sẽ tăng từ 1,6 đến 2,9% nhờ sự cải thiện của hầu hết các hoạt động kinh tế và việc nước này đăng cai World Cup 2022.